Quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ, ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, tại sao không tròn tự trong tâm. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu, có một con ốc sên nhỏ, luôn giận mình trong cái vỏ cứng, trên lưng vừa nặng nề, vừa khó coi, nó ngưỡng mộ con chim bay trên trời, có trời cao bảo vệ, nó ngưỡng mộ con chùn dưới đất đen, có đất dày che chở. Nhưng mẹ ốc sên nói với nó, con không tựa vào trời, cũng không tựa vào đất, nên con tự tựa vào cái vỏ cứng trên mình của con. Có cái vỏ cứng trên mình tuy không đẹp, nhưng lại bảo vệ an toàn cho bản thân. Nếu chúng ta ghét bỏ chính mình và hâm mộ người khác, thì làm sao chúng ta có thể thành công? Quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, tất cả phẩm chất của quý cô bác anh chị do chính tự quý cô bác anh chị xây dựng nên, phúc lạc người khác ban cho. Không thể nương nhờ, phải tự khẳng định, tự mình cố gắng tiến lên, tự mình cầm lấy phúc lạc, chỉ khi mình tự ngã quỵ mới có thể bị người khác đánh gục. Chỉ cần tin tưởng vận mệnh đang nằm trong tay của chính mình, từ khi sinh ra đời, bản mệnh quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu đã dần dần cảm nhận được nhiều vấn đề nhân sinh như sinh, lão, bệnh, tử, thị phi giữa người với người, người giàu với người nghèo, sang hèn được thua phiền não. Ngoài ra, một số vấn đề khác như quốc gia, xã hội kinh tế, tình cảm nhân sự, một số cô bác anh chị rất dễ bị những vấn đề ấy đánh gục, một số khác thì không. Trên thực tế, việc lập thân ở đời, muốn bị người khác đánh gục quả là điều không dễ dàng gì, bởi vì người trong xã hội khắp nơi đều đầy rẫy những cạm bẫy. Đâu đâu cũng có kẻ ganh ghét quý cô bác anh chị, hãm hại quý cô bác anh chị, phát sinh những chướng ngại của thế lực đen tối, muốn tránh khỏi thế lực đen tối ấy. Quý cô bác anh chị cần phải cẩn thận chú ý, không làm những chuyện thương luân bại lý, chỉ cần đầu thuyền ổn, kiên cố thì không sợ sóng cả xô dồn bốn phía. Trong xã hội càng lớn càng có tài và liên tục học hỏi tiến lên thì càng vững chãi tự nhiên, không thể bị người khác đánh gục, bùn dơ có thể nuôi lớn hoa sen. Nhà nghèo có thể bồi dưỡng con hiếu to lớn, lớn lên có thể tôi luyện gang thép, cảnh khó có thể thành tựu vĩ nhân, đắng chát có thể ủ thành ngọt, phiền não có thể chuyển thành bồ đề. Cuộc sống như con sóng, có bụng sóng cũng có những đỉnh sóng vất vả tủi nhục. Ở thời điểm hiện tại mà quý cô bác anh chị đang phải gánh vác, quý cô bác anh chị hãy lấy đó làm niềm vui, bởi vì buồn hay không thì bản mệnh tuổi Quý Sửu vẫn phải gồng gánh trên lưng, bất như ý chảy đến với cuộc đời mình. Vậy tại sao không chọn sự tích cực, khi nhân quả tin rằng với sự nỗ lực của mình, quý cô bác anh chị sẽ sớm ngày gặt hái được điều mình mong muốn. Ở trên núi cao, quý cô bác anh chị hãy khoan ca lớn, khi ở chỗ thấp cũng đừng rơi lệ. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Mong quý cô bác anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người quý cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của quý cô bác anh chị và ngay bây giờ không để quý cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa. Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu cùng theo dõi. Hầu hết những người tuổi này đều có tính cách bảo thủ và truyền thống. Họ gây ấn tượng với mọi người bằng hình ảnh của sự bền bỉ, trung thực và siêng năng. Họ ít khi sợ hãi trước bất kỳ khó khăn, gian khổ nào. Họ kiên trì nhưng bướng bỉnh, thận trọng nhưng do dự. Tính khí thất thường và nóng nảy là điển hình về nhiều mặt với một số thất bại và đáng chú ý với dấu hiệu của tuổi Quý Sửu. Tính cách của tuổi Quý Sửu, hành động chậm chạp nhưng khá cố chấp. Một khi họ đưa ra quyết định, họ sẽ kiên trì đến cùng, thận trọng và cẩn thận trước khi hành động. Họ sẽ cân nhắc rất lâu. Tính ổn định là một đặc điểm khác trong tính cách của họ, vì họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường và sự phán xét của người khác. Với niềm tin và ý chí kiên cường, họ luôn có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Trung thực và kiên nhẫn, họ là người bạn đồng hành và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, họ rất độc lập và cần cù. Điều này khiến họ dễ dàng đạt được điều gì đó. Khi xử lý các vụ việc, họ có thể sắp xếp mọi thứ có trật tự. Họ dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và dịu dàng với anh chị em. Họ là những người yêu hòa bình và đối xử bình đẳng với mọi người. Một trong những điểm yếu của tính cách người tuổi Quý Sửu là tính bướng bỉnh. Họ khó có thể thay đổi suy nghĩ để chấp nhận lời khuyên của mọi người. Họ thường làm việc dựa trên tốc độ chậm của họ. Việc thiếu hiệu quả sẽ dẫn đến một kết quả trung bình. Họ có vẻ thất thường, thực sự cáu kỉnh, khó chịu. Do độ cứng nhắc đặc trưng của chúng, chúng không thể phản ứng một cách chính xác theo những thay đổi của bên ngoài, còn ở thế bị động, họ có xu hướng lỏng lẻo và vụng về. Trong các mối quan hệ, họ không có cảm giác lãng mạn và không có kỹ năng để lấy lòng người yêu. Bài phát biểu của họ cũng thẳng thừng,
họ có thể không quen với việc nói trước đám đông, điều này sẽ khiến họ khá lo lắng. Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu phát triển ổn định và thuận lợi, sự bền bỉ và ý chí, họ có thể giữ vững tinh thần phấn đấu trong hoàn cảnh khó khăn, giúp họ gặt hái được nhiều thành công bằng cách duy trì lâu dài trong cùng một ngành nghề. Họ có khả năng được thăng chức và nhận được mức lương cao vì năng lực của họ sẽ được đồng nghiệp và sếp công nhận. Nếu khởi nghiệp, tài năng của họ sẽ được phát huy hết tác dụng. Nhìn chung, họ có thể hoàn thành một điều gì đó bằng sự chăm chỉ của mình. Tuy nhiên, họ cần đề phòng sự ghen tị của người khác và học cách linh hoạt hơn để đối phó với những bất lợi này. Trong tính cách của tuổi Quý Sửu, họ nhạy cảm, giàu cảm xúc, dịu dàng và nhân hậu, đầy bản năng. Họ làm kém công việc liên quan đến logic và khoa học, và họ cảm thấy khó khăn khi làm việc trong môi trường ồn ào hoặc một nơi nào đó có quy tắc nghiêm ngặt. Bẩm sinh họ đã có khiếu nghệ thuật, nên những công việc liên quan đến nghệ thuật, văn học, thiết kế đều rất tốt cho họ. Công việc phù hợp, bác sĩ, luật sư, nhà văn, giáo viên, xã hội chủ nghĩa, doanh nhân hoặc trợ lý văn phòng. Trong cuộc đời của người tuổi Quý Sửu, tình trạng kinh tế của họ khá tốt và phần lớn thu nhập là do làm việc chăm chỉ. Họ khó có thể trở thành tài phiệt hay kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn. Họ có thể có một số khoản tiết kiệm giúp họ có một cuộc sống sung túc. Trên thực tế, họ nhận thức được yếu trong vấn đề tiền bạc và có xu hướng hình thành thói quen chi tiêu quá đà, chi tiêu nhiều hơn thu nhập, và họ đôi khi bị thiếu hụt tài chính. Họ không bao giờ nên xuất hiện trong một sòng bạc vì họ không có may mắn trong việc đánh bạc. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tài lộc tươi sáng nhưng chưa có cơ hội bùng nổ, lục hợp ghé thăm, khuyến khích bản mệnh phải giải quyết mọi sự bằng sự hài hòa, lưu tâm tới lợi ích của đôi bên. Nếu không sẽ có rắc rối xảy ra, cản đường bước tiến của mình. Thực ra rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, thế nên bạn chỉ cần nỗ lực hết mình, trong khả năng của mình là được. Mệnh có quan đới, bạn gặp nhiều trở ngại trong việc nghĩ lớn, luôn cảm thấy sợ hãi, không an toàn. Thực ra bạn là người có khả năng, nhưng lại quá tin vào những lời nhận xét của người khác, cuối cùng không dám hành động, chẳng dám làm trái ý của số đông. Bạn cần biết bảo vệ ý kiến của mình trong một số trường hợp, thế nên tránh bị thao túng tâm lý, chỉ dùng ý kiến của mọi người để tham khảo mà thôi. Lời khuyên của bạn là cần vượt qua vòng tròn an toàn của mình và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra, dù xấu hay tốt, bớt đi sự kỳ vọng của bạn sẽ thực tế hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Quý Sửu còn được tiếp thêm động lực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong cuộc sống, từ công việc cho đến cả các mối quan hệ. Bách Việt ghé thăm, dự báo khía cạnh tình cảm của bản mệnh trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Những ai đang còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tượng mới. Tuy nhiên, bạn cần phải cởi mở hơn và thẳng thắn về những gì bạn mong muốn trong mối quan hệ để chọn được một nửa phù hợp. Khía cạnh sức khỏe của tuổi Quý Sửu, dù đã ổn định hơn tháng trước, nhưng bạn vẫn nên cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình hình sức khỏe lẫn thể chất tinh thần. Tử vi sự nghiệp của tuổi Quý Sửu, tháng 11 năm 2023. Bản mệnh là người xuất sắc, nhưng đừng vì thế mà tự đề cao quá bản thân, nhất là tháng 11 âm lịch này, ngũ hành xung khắc, khiến những rào cản trong suy nghĩ làm cho nhiều người tuổi Quý Sửu giới hạn bản thân trong những khuôn mẫu không đáng có. Thực ra, bạn thường xuyên muốn thoái lui khi ai đó cố tình phủ nhận năng lực của bạn. Hơn nữa, tuổi Quý Sửu khi đã muốn liều lĩnh hơn một chút, thì việc hỏi ý kiến sẽ nhận về thông tin trái chiều là điều dễ hiểu vì hầu hết mọi người thích sự an toàn. Ngoài ra, khi Tam Bích nhập cung chính Tây, dự báo những rắc rối đang quanh quẩn bản mệnh chủ, đừng chiến đấu với bất kỳ ai trong tháng này. Đặc biệt, tránh các trận chiến pháp lý và không tham gia những việc có vẻ mờ ám. Nếu con giáp tuổi Quý Sửu không sớm tìm cách để giải quyết triệt để, những hệ lụy của chúng sẽ rất khó lường. Vậy nên, vạch ra từng công việc cụ thể và từng bước để xử lý nó. Tử vi tài lộc của tuổi Quý Sửu, tháng 11 năm 2023 âm lịch. Có chính tài ghé thăm, mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Nếu ai biết tận dụng cơ hội tốt, có thể gặt hái nhiều thành công, thắng lợi ở khía cạnh công việc của mình. Với người làm công ăn lương, chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn sẽ được ghi nhận và thậm chí được tiền thưởng nhờ thành tích của mình. Thế nhưng xem ra, con giáp tuổi Quý Sửu đã quá thận trọng nên lợi nhuận không quá nhiều. Lý do là bạn cũng không vững tin về những thông tin mình đang có, nên có thiếu chút tự tin.
Một số người tuổi Quý Sửu khoảng thời gian này, dù đã có những thành quả nhất định, nhưng vẫn có chút lưỡng lự và hồ nghi, không dám mạnh tay để đầu tư kinh doanh. Tử vi tình duyên của tuổi Quý Sửu, tháng 11 năm 2023. Có thể giai đoạn này, bản mệnh đang hạnh phúc, nhưng đừng vì thế mà u mê hay phụ thuộc quá vào đối phương. Bạn cũng nên xây dựng cuộc sống độc lập cho riêng mình, với những đam mê, sở thích riêng. Lời đề nghị tiến tới hôn nhân có thể xuất hiện chỉ sau một thời gian tán tỉnh ngắn ngủi, cũng có thể khiến bạn có chút hoang mang, nhưng chính bạn là người hiểu rõ người ấy để ra quyết định nên hay không nên. Vào lúc này, có những thứ đơn giản là đúng thời điểm, các lý thuyết khác có thể bỏ qua. Nhìn chung, khi bạn cảm thấy sẵn sàng, thì hãy hành động theo tiếng gọi của con tim nhé. Tử vi sức khỏe của tuổi Quý Sửu, tháng 11 năm 2023 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh không được như ý, do đó cần phải chăm sóc cơ thể của mình đúng cách, càng uống cà phê để tỉnh táo, làm việc và căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn mà thôi. Bạn chỉ cần ngủ chập mắt một chút là có đủ năng lượng để quay lại công việc rồi đấy. Cuộc sống của con giáp tuổi Quý Sửu ngày càng nhiều xáo trộn thì bạn càng cần những phút giây yên tĩnh, thế nên tháng này nên hạn chế việc tụ tập, ăn uống và nhậu nhẹt. Tuổi Quý Sửu cần một chuyến đi để tái tạo năng lượng trong thời gian tháng 11 năm 2023 này. Hãy lên kế hoạch để đi chơi cùng bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình mình. Điều này sẽ truyền cảm hứng để bạn lên kế hoạch cho chuyến du lịch tiếp theo. Tiếp theo là vận trình tổng quan của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 12 năm 2023. Năm mới cận kề, khó khăn dồn dập, xin chia buồn với người tuổi Quý Sửu, bởi quãng thời gian cuối năm 2023 này sẽ chẳng suôn sẻ, dễ dàng gì với bạn. Con giáp này cần sốc lại tinh thần làm việc của mình để có thể tập trung hơn, nếu không rất dễ trở thành người tụt hậu. Phương diện sự nghiệp không có những bước tiến triển đáng kể, chủ yếu là bởi bản mệnh giữ tư tưởng an phận thủ thường, không muốn cố gắng, mà chỉ muốn bắt tay và thực hiện những công việc quen thuộc. Một số người còn gặp phải rắc rối do làm việc với thái độ đối phó, gây ra những sai sót không đáng có. Phương diện tài lộc cũng khá bấp bênh khi bạn ít nhận được các khoản thưởng nóng, hoa hồng hoặc các khoản tiền lời lãi. Có lẽ đến lúc bạn cần xem lại định hướng của mình. Nếu thấy hướng đi hiện tại không còn hiệu quả thì nên tìm cách để thay đổi, chớ nên dậm chân tại chỗ mà trở thành người tụt hậu lúc nào không hay. Tử vi sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu, tháng 12 năm 2023. Dù đã bước vào tháng cuối cùng của năm này, nhưng sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu vẫn khá ì ạch, thậm chí là dậm chân tại chỗ. Con giáp này không tìm thấy động lực để làm việc nên chẳng muốn bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ nào. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy bạn thường xuyên lâm vào trạng thái mệt mỏi, nếu không thì cũng hay lo lắng vẩn vơ, không dám thử sức mình trong bất cứ lĩnh vực mới mẻ nào. Còn những công việc quen thuộc thì lại khiến bạn cảm thấy quá nhàm chán. Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, mất định hướng, cho rằng mình kém cỏi hơn người khác. Tuy nhiên, cứ suy nghĩ tiêu cực như vậy cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Điều quan trọng là bạn cần phải dành thời gian để nhìn nhận, kiểm điểm lại bản thân. Nếu thấy có điểm nào chưa tốt thì cần tìm cách khắc phục. Bạn cũng có thể dũng cảm hỏi ý kiến những người đi trước, tin rằng họ sẽ tự đưa cho bạn những lời khuyên quý giá. Tử vi tài lộc của tuổi Quý Sửu, tháng 12 năm 2023. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, có thể người tuổi Quý Sửu sẽ phải trải qua cái Tết không mấy dư giả, bởi các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền lời lại của bạn có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. Thời điểm này, các công việc chỉ hoàn thành đúng tiến độ, nên bạn chỉ nhận được các khoản thưởng cứng, tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng gần như là không có. Vì vậy, bạn cần chú ý kiểm soát chi tiêu, không nên sắm sửa quá nhiều đồ dùng không cần thiết, kẻo tự đẩy mình vào cảnh cháy túi. Người làm kinh tế có dấu hiệu tụt hậu so với đối thủ xung quanh, có người không cung cấp được những món hàng khách hàng cần, nên lượng người mua ngày càng sụt giảm. Bạn cần có tầm nhìn xa trông rộng hơn nữa để đưa ra được những quyết định tức thời chính xác hơn. Tử vi tình duyên của tuổi Quý Sửu, tháng 12 năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, thấy vận trình tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có thể trải qua những lúc trầm buồn. Bởi năm mới đã cận kề, hãy tự nhắc nhở bản thân mình suy nghĩ tích cực hơn, đừng đắm chìm trong những điều bi quan, buồn bã. Người có gia đình chịu nhiều áp lực nhưng lại không chịu thay đổi, chia sẻ với người thân nên quan hệ đôi bên dần có dấu hiệu xa cách, người nhà không hiểu bạn nghĩ gì nên không có cách nào để giúp đỡ bạn. Thay vì giữ mọi chuyện trong lòng, tự đẩy bản thân vào cảnh căng thẳng, bản mệnh nên tâm sự với người thân hoặc những người bạn tin tưởng nhiều hơn, có
có thể là người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn bạn, đưa ra được những gợi ý hữu ích cho bạn. Nếu vợ chồng có điều gì không hài lòng về nhau, khuyên bạn cũng nên thẳng thắn trao đổi, chứ đừng lẳng lặng chịu đựng. Những điều bất mãn tụ tập lâu ngày sẽ bùng nổ, gây nên những tổn thương sâu sắc cho cả đôi bên. Về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu, tháng 12 năm 2023. Tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu cũng không quá ổn định trong khoảng thời gian này. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, bất ổn, gây tác động đến tâm lý. Hãy nhanh chóng chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực của mình với người đáng tin cậy để đừng đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu. Tin rằng người đáng tin cậy sẽ giúp bạn thoát khỏi tình cảnh này nhanh chóng hoặc ít nhất cũng sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thưa quý vị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới, để xem quý anh chị trong năm này là hung hay cát. Khi sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974 dương lịch, tuổi của mệnh chủ là tuổi Quý Sửu, cầm tinh con trâu, thiên can quý, kết hợp với địa chi sửu, giải nghĩa là lan ngoại chi ngưu, trâu ngoài chuồng, tuổi 1973 mệnh mộc, tăng đố mộc, gỗ cây dâu. Đối với nam mạng, dựa trên thuyết ngũ hành, trong năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa, bản mệnh Quý Sửu mệnh mộc, mệnh của năm. Tương sinh với mệnh của tuổi, mộc sinh hỏa là rất tốt, can quý bình hòa với can giáp, chi sửu tương xung với chi thìn. Trong năm 2024, nam mạng tuổi Quý Sửu sẽ có may mắn và thử thách song hành, bởi vậy trong giai đoạn này, nên cân nhắc kỹ nếu muốn bắt đầu một lĩnh vực mới, cẩn trọng về giấy tờ và pháp lý, giao dịch có hóa đơn để tránh nhầm lẫn. Vận trình của nam tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn có nhiều thay đổi, đặc biệt là các vấn đề về tài chính. Nếu biết cách quản lý tiền bạc thông minh thì bản mệnh sẽ đạt được an toàn tài chính và có cuộc sống chủ động, thảnh thơi, an lạc. Ở độ tuổi 52, công việc của nam tuổi Quý Sửu dường như đã đi vào quỹ đạo, đạt được những thành tựu nhất định. Năm 2024 là khoảng thời gian bản mệnh chủ nên tiếp tục duy trì những thành quả của mình. Có thể truyền đạt nền tảng cho con cháu thì càng tốt, những khó khăn tuy vẫn còn, nhưng thái độ đón nhận và đối diện với thử thách của nam tuổi Quý Sửu 1973 đã khác. Lúc này bản mệnh bình tĩnh, tích cực hơn, luôn trong tâm thế chủ động, đó là những điều nam tuổi đã rèn luyện được trong quãng thời gian làm việc khi còn trẻ. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Sửu vẫn ổn định, mệnh chủ vốn là người chăm chỉ, biết lo xa, cũng như quản lý tài chính tốt, rèn luyện cho bản thân mình tính cần kiệm liêm chính một cách có chủ đích. Vì thế, hơn nửa đời người rồi, nam tuổi Quý Sửu sẽ tích lũy được khoản tiền dành dụm đáng kể để cuộc sống thoải mái. Ở độ tuổi 52, nam tuổi Quý Sửu có thể sử dụng đồng tiền hợp lý vào những mối quan hệ quan trọng như hôn nhân, con cái, sức khỏe, thể thao hoặc kinh doanh. Việc đầu tư cho những lĩnh vực chính đáng này sẽ giúp bản mệnh sống thảnh thơi hạnh phúc hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Sửu hài hòa, thịnh vượng, là trụ cột của gia đình. Nam tuổi này được mọi người hết mực kính trọng, yêu mến, tuy thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng mệnh chủ lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ các thành viên khác. Trong năm 2024 này, để các mối quan hệ với con cái và người thân bên cạnh gắn bó, thấu hiểu hơn, mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ, dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, hãy chia sẻ với người bạn đời của mình, đồng hành cùng con cái trên chặng đường gây dựng sự nghiệp. Như vậy thì đời sống gia đình lúc nào cũng hòa hợp, hạnh phúc. Trong năm 2024 là lúc nam tuổi Quý Sửu nên có thời gian để chăm sóc sức khỏe tốt hơn, duy trì lối sống lành mạnh, thay đổi thói quen ăn uống, chăm chỉ vận động, không những giúp cơ thể dẻo dai mà còn phòng tránh bệnh tật. Thời điểm này, mệnh chủ nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, ăn uống tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng. Đặc biệt nên thăm khám định kỳ hàng năm để biết rõ tình hình sức khỏe và xử lý kịp thời. Riêng với nữ mạng, năm 2024 này, nữ mạng tuổi Quý Sửu sẽ gặp một số may mắn về công việc và tài chính. Nếu bản mệnh kiên trì và tập trung với công việc sẵn có, sẽ gặt hái được thành quả nhất định, vận tài chính cũng vì thế mà được củng cố dư giả hơn trước. Vận trình tử vi của nữ tuổi Quý Sửu năm Giáp Thìn có cả cơ hội và khó khăn, vì thế bản mệnh năm nay nên kỹ càng trong mọi kế hoạch hơn bao giờ hết, cẩn thận mọi suy nghĩ và hành động, sẽ tránh được hao tổn về tiền bạc và đạt được kết quả như mong muốn. Công việc trong năm nay của nữ tuổi Quý Sửu duy trì ở mức ổn định, là người chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn, nên mỗi khi làm gì, nữ mạng tuổi Quý Sửu sẽ kiên trì tới cùng.
có xu hướng gắn bó dài lâu với một nghề nghiệp nhất định. Vì vậy trong năm 2024, mệnh chủ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của năm cũ. Ở độ tuổi này, nữ tuổi Quý Sửu cũng khá bằng lòng với những thành tựu mà mình đạt được trong công việc. Chính bởi suy nghĩ này đã giúp mệnh chủ có cuộc sống an yên, an nhàn và hạnh phúc, không gặp nhiều biến động về mặt công việc. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Sửu không còn quá căng thẳng bởi vì bản mệnh đã ở độ tuổi nghỉ hưu. Những ai làm việc, kinh doanh đã có một mình guồng quay công việc, kéo theo thu nhập ổn định. Đồng thời ở độ tuổi này, bản mệnh nên đưa ra những điều chỉnh trong công việc quản lý chi tiêu, tiết kiệm là giải pháp cơ bản để có một cuộc sống dư giả, thoải mái và chủ động. Ngoài ra vào năm này, mệnh chủ nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Quý Sửu được vui vẻ hòa hợp. Bản mệnh cởi mở, biết ghi nhận động viên những gì mà chồng con đã cố gắng đạt được, không áp đặt tư duy của mình lên người thân và con cái. Năm này nữ tuổi Quý Sửu có thể dành thời gian để chăm sóc gia đình, giúp đỡ con cái trong công việc nhà, mọi người quây quần bên bữa cơm, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, quan tâm lẫn nhau thì tình cảm gia đình sẽ thêm gắn kết. Ở độ tuổi 52, nữ mạng tuổi Quý Sửu hiểu rằng sức khỏe vốn quý nhất của con người, có sức khỏe thì cuộc sống mới được an lạc, hạnh phúc. Bởi vậy, mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, hãy chú ý tới việc nâng cao chất lượng ngủ, giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp tục ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng lành mạnh vào cơ thể, đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh và xử lý kịp thời. Thưa quý vị, Đức Phật không còn chê việc thiện nhỏ. Chuyện kể lại rằng, Đức Phật có người em họ tên A La Luật, rất chăm chỉ tu hành, nhưng có lần A La Luật ngủ gật trong một buổi thuyết pháp lớn của Đức Phật. Biết chuyện, Ngài gọi người này đến và hỏi, A La Luật à, có phải ai đang bắt ông theo ta tu tập hay không, hay là thiện đang nợ nần? Sợ làm việc vất vả nên trốn vào đây để không phải làm gì nữa, thảnh thơi hơn làm việc ở thuê ngoài kia. A La Luật lạnh lùng đáp lời, Bạch Thế Tôn, đệ tử là hoàng tử nên không phải làm thuê, cũng chẳng phải do nợ nần ai cả. Đệ tử đi tu vì cảm kích công hạnh của Ngài, với mong muốn họ hỏi, để sớm giác ngộ giải thoát, có thể tập khí cũ quá nhiều nên con bị mê mờ che mắt, không đủ tỉnh táo để nghe hết những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Nghe xong, Đức Phật giải bày, mong muốn của ông rất chính đáng, nhưng khi muốn giác ngộ và thoát giải sinh tử, thế nhưng, sao lại mê ngủ đến vậy? Trước những câu hỏi của Đức Thế Tôn, A La Luật cảm thấy vô cùng xấu hổ, kể từ đó ông sám hối, chưa bỏ tật ngủ gật, thậm chí còn tỏ rõ quyết tâm của mình. Khi phát nguyện lớn, nếu đời này không thành đạo, tôi không nhắm mắt. Chính vì lời này mà A La Luật kể từ đó không ngủ, ban ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm siêng năng hành trì, đến nỗi mắt sưng to và đỏ tấy. Các thầy thuốc khuyên ông ngủ lại bình thường sẽ khỏi bệnh. Nhưng A La Luật cho rằng, bản thân nói được phải làm được. Đức Phật nghe chuyện đến khuyên can ông, nhưng ông vẫn không ngủ. Cuối cùng A La Luật bị mù mắt hẳn khi chưa chứng đạo. Một hôm, trang phục của ông vô tình bị rách, thế nhưng không thể nào tự khâu lại vì không thấy đường xỏ chỉ vào kim. A La Luật nói lớn, có ai xỏ kim giùm tôi không? Lúc này Đức Phật đi ngang qua nghe được, liền đến xỏ kim giúp người đệ tử mù của mình. Ngài nói, để ta xâu cho. A La Luật rất cảm động trước tình thương bao la của Phật. Xâu chỉ xong, Phật trao kim lại, nhưng ngài A La Luật chẳng thể thấy để may, tay cứ mân mê cái áo. Thấy thế, Đức Phật lại bảo, để ta giúp cho. Suốt cả ngày, Đức Phật nắm tay A La Luật để hướng dẫn chỉ mũi kim lên xuống đều đặn. Mãi đến chiều mới vá xong, để giúp cho A La Luật không cần bịt mắt, vẫn thấy nguyên suốt 3.000 thế giới. Đức Phật dạy ông phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn kiên quyết, lại tuyệt đối tin Phật. Ngài A La Luật được thiên nhãn thông, ngài thấy được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hành thánh chúng. Có thể thấy, lúc này Phật đã thành đạo, thường xuyên giải quyết cho chúng sinh mỗi ngày, nhưng vẫn không từ chối một việc nhỏ như sâu kim cho đệ tử mù. Chính Đức Phật khuyên chúng ta rằng, không nên chê việc thiện nhỏ, và Ngài là tấm gương lớn cho lời khuyên ấy. Việc làm của Đức Phật khiến chúng ta phải suy ngẫm lại, bởi Ngài là bậc toàn giác, bậc thầy vĩ đại, mà không bỏ qua việc làm phước nhỏ. Khi đủ nhân duyên, chúng ta phải biết, việc thiện dù lớn hay nhỏ, cần mẫn cóp nhặt để như giọt nước lâu. Ngược lại, việc ác dù nhỏ đến mấy, ta cũng phải tránh không làm. Ta làm việc ác nhỏ lâu ngày, tạo nên nghiệp ác lớn. Ví như lỗ thủng dò dì nước vào thuyền, nếu không chặn lại ngay từ đầu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhấn chìm cả chiếc thuyền lớn. Quý vị kính mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao,
vươn xa, nhưng bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về cho gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.